Ok anh em, Chào mừng quay trở lại với cả Mạn Studio. Hôm nay thì tiếp tục về series kỹ thuật ấy, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mở máy và nâng cấp cái dòng máy All-in-One HP Pro 200G4. Đây là một cái dòng PC All-in-One ngon, bổ rẻ với rất nhiều các cái tính năng, ví dụ như là camera kiểu pop-up ở trên, đấy tận 50 megapixel, hay là loa công suất lớn ở hai bên, màn hình là 22 inch Full HD 72% Epoxy. Đấy, và độ sáng lên tới hình như là 250 nits. Đấy. Cái cấu hình của nó sẽ sử dụng là CPU Intel Core i3 hoặc Core i5 hoặc Core i7 thế hệ 10, rất là ngon. Bên dưới cổng kết nối sẽ có một cái khe đọc thẻ nhớ và bên mặt sau ấy thì chúng ta sẽ có các cổng kết nối khác. ví dụ như là cổng tai nghe, cổng mạng 1000 m, cổng HDMI. Đây là jack nguồn dành cho port, nguồn adapter. Đấy, chúng ta có tận 4 cổng USB, trong đấy là 3 cổng và 2 cổng 3.1 và 2 cổng 2.0 để cắm những cái thiết bị đời cũ. Đấy, đặc biệt là có một cổng này là được dán nhãn là KB gạch chéo MS, này là chuyên để cắm keyboard and mouse để các bạn có thể thực hiện. Đấy. Dòng này thì là dòng ngon bổ rẻ. Đấy, tiền ít mà lại cấu hình cao, nhiều tùy chọn. Bảo mật doanh nghiệp. Đấy, đi kèm là TPM 2.0 với cả nhiều cái khác nữa. Thì cái việc tháo lắp nó ấy, nó sẽ rất là khó khăn đối với những cái người mới. Đấy, cho nên là mình sẽ làm video này để hướng dẫn. Công cụ nó vẫn là những cái công cụ đơn giản thôi. Một thẻ Visa này, một tua vít Philips này, một cái cậy này và một cái bát như thế này để anh em có thể đựng ốc. Thêm một cái nắp nữa để đựng ốc tiếp. Dòng này không mở từ đằng sau mà mở từ đằng trước anh em ạ. Cho nên chúng ta sẽ phải là tiếp cận từ cái chỗ mà cái giải nhựa ở trên loa của nó, thì anh em đặt là cái cậy vào, chúng ta cậy như là cậy cái vỏ đấy, anh em cậy như là cậy cái vỏ notebook vậy. Chú ý là cái chân của dòng này nó không tháo ra được nhé, cho nên là riêng cái đoạn mà khi anh em mà lướt cái tool vào cái chỗ vỏ này nó hơi khó một chút đấy, do là nó hướng cái thân, đấy, như này sẽ dễ một thôi. Đấy, mình có cái dàn treo camera. Đấy, nhấc nhấc cái giải nhựa đây, đây là giải camera của nó này. Đấy. Anh em nhấc nó lên. Đấy, tiếp đến thì chúng ta sẽ tiếp cận vào đây là mười mấy con ốc. chúng ta sẽ phải vặn hết đấy ạ. Sau khi tháo mười mấy con ốc rồi ấy, thì chúng ta sẽ nhìn xem ok hết ốc rồi. Tiếp đến ấy, sau khi mà mở hết tất cả các ốc ấy, thì là bình thường là khi mà anh em mở ốc thì anh em sẽ ấn cái phần chân đế xuống, nhưng mà để Cái chân đế nó mở lên một cách dễ dàng ấy thì anh em sẽ phải làm như sau. Anh em để nguyên chân đế và anh em bắt đầu cậy cái ngàm từ hai bên. Đấy, anh em chọc cái tool vào. Đấy, anh em cậy lên này, như kiểu cậy ngàm laptop thôi. Đấy. Rồi, đấy là xong một bên nhá. Bây giờ mình làm nốt ở bên kia. Đấy, anh em cầm vào cái mấu ở đây. Và anh em cậy nó lên. Đó. Đã xong, nhưng mà để cậy lên được dễ dàng thì anh em phải mở cái thân nó lên như này. Anh em bẻ cái chân nó lên, đấy. Đấy. Anh em bẻ chân nó lên hết cỡ như này thì anh em mới có thể nhấc cái panel lên một cách dễ dàng được. Đó. Và khi anh em mở ra ấy, thì là ở bên dưới cái panel này,
Đấy, nó sẽ có hai cái cáp là cáp màn hình này, cái cáp màn hình này và cáp tín hiệu lên sang bên này, thì anh em sẽ phải tháo cái cáp này ra. Đó, đây là cáp tín hiệu và cáp loa. Đấy, anh em tháo hai cáp này ra đấy, anh em thấy không? Đấy, và anh em tháo panel ra, anh em đặt ở một bên. Panel là rất là lạo đấy. Thì cái tiếp cận bo mạch chủ của chúng ta ấy, thì nó sẽ gồm các cái phần sau. Đầu tiên là hai loa thì sẽ nối qua hai cái dây ở đây. Dây đó dây đen trắng là dây dành cho loa trái có ký hiệu chữ L, và dây đen đỏ là ký hiệu chữ R là cho speaker bên phải, cho loa bên phải. RAM thì sẽ là tối đa là 32GB, bus 2666, loại sâu dim. Đó. Thì nó sẽ lắp như kiểu laptop bình thường và là hai khe hai tầng. Đấy. Cạc Wi-Fi M2. Đấy, vặn ốc như SSD M2 bình thường. Dây đen đỏ trắng này là cấp nguồn cho quạt. Đấy. Còn trên này là sẽ có là dedicated GPU. Đây là sẽ là cáp dành cho đồ họa rời, nhưng mà ở cái phiên bản này thì không có. Đấy. Ở cái khe M2 SSD thì anh em tiếp cận là anh em sẽ tháo cáp SATA ở đây ra nhá. Tháo ra này. Đấy, anh em có nhìn thấy khe M2 này. M2 280 nhá. Chỉ hỗ trợ chuẩn NVMe. Đấy, anh em lắp vào. Thế là xong. Với vệ sinh CPU và tra keo thì anh em có ba cái ốc ở đây. Đấy. Đây là pin CMOS. Trên này sẽ là ổ 3.5 thì sẽ là dạng trượt, thì anh em tháo ba con ốc. Đây là ổ DVD thì là sẽ có một con ốc ở đây, là anh em tháo thẳng ra. Đấy, đây là hai loa. Đấy, rất là dễ. Đấy, đây là nó sẽ có một cái buat dành cho cổng in out ở đây, thì chúng ta sẽ là có một cáp ở đây nối thẳng vào main. Đó, ok nhá anh em nhá. Lắp đặt rất dễ dàng thôi. Lúc lắp vào thì anh em cũng nhớ giúp tôi là anh em lại phải bẻ cái chân nó lên. Đó, anh em bẻ cái chân nó lên. Rồi anh em bẻ cái chân nó lên hết cỡ lên như này nhá. Đấy, thì mình mới bắt đầu mình đặt cái boat vào được. Mình đặt cái panel vào được. Thì anh em đặt hờ giúp tôi, đặt hờ nhá. Sau đấy là anh em phải cắm lại các cái cáp tín hiệu lúc nãy chúng ta đã tháo ra. Rồi. Một cáp. Hai cáp. Cắm có đúng hay không là biết liền đấy. Vì anh em mà cắm trượt thì sẽ tí nữa màn hình nó không lên đâu. Đấy. Anh em đặt vào và bóp các cái ngàm vào để cho nó vào. Anh em nhớ là sau khi bóp thì anh em sẽ sờ này, các cái viền xung quanh này. Thì cái panel nó phải ngang bằng với cả cái viền. Chứ còn nếu mà panel mà lồi lên là tức là anh em lắp sai rồi. Sau đấy thì anh em sẽ lắp lại hết tất cả các ốc là xong.
Cuối cùng ấy thì anh em sẽ đặt cái front, cái cover của loa. Anh em đặt lên, đặt từ bên trái trước. Đấy. Anh em cứ móc vào như là móc ngàm của notebook thôi. Thế khít là được. Đấy, như thế là chúng ta đã tháo lắp, nâng cấp đã xong đối với dòng HP Pro 200G4 All-in-1 PC. Cảm ơn anh em đã xem video và nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ cho Mạng Studio nhé. Đấy. Mỗi một like, share, subscribe của các bạn thì sẽ ủng hộ rất lớn đối với tôi. Nếu mà anh em có thắc mắc gì ấy, thì hãy là comment xuống bên dưới để cho Mạng Studio biết. Đấy, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh em thông qua cái phần chat nhé. Cảm ơn anh em.